những mỹ nhân tên trinh nóng bỏng nhất showbiz Việt. Angela Phương Trinh, Ngọc Trinh, và Phương Trinh Jolie đều sở hữu thân hình bốc lửa cùng phong cách hở bạo, bất chấp tranh cãi. Sinh năm 1989, Ngọc Trinh có lẽ là cái tên, được tìm kiếm nhiều nhất ở thời điểm hiện tại, được biết đến là nữ hoàng nội y của Việt Nam. Đến tận bây giờ chưa ai có thể xoán ngôi danh hiệu này của cô, có xuất thân cơ hàn. Nhưng không ai ngờ Ngọc Trinh, đã vươn lên thành một trong những người mẫu chụp ảnh đắt sâu nhất hiện nay. Đúng với danh hiệu, Ngọc Trinh thường xuyên đốt mắt người hâm mộ bằng những trang phục nóng bỏng, khoe thân triệt để, những lần thấy Ngọc Trinh xuất hiện với những trang phục kín đáo có lẽ chỉ đếm trên đầu ngón tay, người đẹp luôn tận dụng lợi thế hình thể của mình khi chọn lựa những bộ cánh xuyên thấu. Khi diện bikini, Ngọc Trinh cũng xứng danh đệ nhất khi sexy số 2 thì chẳng ai số 1 với lợi thế này, người đẹp cũng thường xuyên dành tặng người hâm mộ những bức ảnh nóng bỏng hết mức mỗi khi diện bikini, Phương Trinh Jolie, ngoài Ngọc Trinh Showbiz còn có một mỹ nhân tên Trinh cũng sở hữu phong cách thời trang táo bạo không kém là Phương Trinh Jolie, sở hữu thân hình thon gọn, săn chắc nhờ thường xuyên luyện tập. Cô nàng luôn chọn cho mình những bộ cánh giúp khoe được lợi thế hình thể này. Phương Trinh Jolie cho biết cô đã quá quen với những nhận xét khen chê trái chiều, tôi yêu cơ thể của mình, chỉ diện trang phục phù hợp với tính chất những sự kiện. Chương trình mà mình góp mặt người đẹp nói, không chỉ thường xuyên gây chú ý với những bộ cánh gợi cảm cắt hở táo bạo, từ trang phục thảm đỏ đến street style hàng ngày, nữ ca sĩ cũng khiến nhiều người phải trầm trồ khi thường xuyên đăng tải những hình ảnh nóng bỏng khi diện bikini trên trang cá nhân. Cơ thể bốc lửa của người đẹp cũng khiến cho không ít cô gái phải ghen tị. Angela Phương Trinh là người trẻ nhất trong những cô nàng tên Trinh. Nhưng thành tích mà Angela Phương Trinh đạt được không hề thua chị kém em chút nào, cô nàng từng gây ấn với khán giả qua nhiều vai diễn nhí từ lúc chập chững bước vào nghề, cho tới nay, cô đã góp mặt trong hàng chục phim cả điện ảnh lẫn truyền hình với nhiều vai diễn lớn nhỏ khác nhau. Tuy nhiên, không thể không nhắc đến Angela Phương Trinh khi cô cũng là người đẹp chăm khoe thân nhất showbiz Việt, sở hữu thân hình đồng hồ cát, người đẹp thường xuyên chọn lựa những trang phục ánh kim xuyên thấu. Để khoe khéo đường cong cơ thể, có thời gian cô từng nhận phải nhiều chỉ trích vì những màn khoe thân quá đà. Thời gian gần đây, Angela Phương Trinh khiến nhiều người ngỡ ngàng với hình ảnh kín đáo hơn trước, tuy nhiên, người đẹp vẫn khoe được đường cong qua những chiếc đầm ôm sát, đặc biệt là vòng 2 săn chắc nhờ luyện tập của người đẹp sinh năm 1995 cũng khiến cho không ít người ngưỡng mộ. Hãy cho thế giới này biết về quan điểm của bạn bằng cách bình luận dưới video, chân trọng cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin hãy cho một lượt thích, chia sẻ và đừng quên bấm nút theo dõi kênh xin chào và hẹn gặp lại.